Chào tất cả các bạn, nay mình chia sẻ cho các bạn mình để chế một cái mạch phát đại âm thanh từ cái lo cổ nha các bạn. Thì cái lo này á, cái từ một cái mạch cái lo Sony nha các bạn, cái lo cái tivi Sony mà nó cũ, rất là cũ rồi các bạn, chắc mười mấy hai chục năm rồi các bạn, rất là cổ luôn á. Thì mình thấy được rồi, mình ta gỡ ra, ta bỏ ngoài á, rồi nắng mưa ở trên rồi, mình thấy việc mình bẻ một cái gốc của cái mạch này các bạn. Thì mình lấy về để mình chia sẻ các bạn mình sử dụng cái mạch này để mình làm một cái mạch phát đại âm thanh để mình nghe nhạc các bạn. Thì cái công suất này á, tuy nói là cái loa cũ như nó khoảng 50W thôi, nhưng mà các bạn mà nghe rất là lớn luôn nha các bạn. Mình đấu vô cái loa nghe rất là lớn luôn á, nghe nhạc hay lắm, mà bass cũng lớn nữa. Thì cái mạch tổng thể các bạn, khi các bạn bẻ cái mạch về á, các bạn mình để ý nha, các bạn bẻ phải chừa lại cái con tụ mà lớn nhất ở ngoài cái hai cái con công suất này nha các bạn. Là cái đây nè các bạn, bạn chừa hai con này, chừa cái con này lại, là cái tụ này lại để mình làm cái nguồn cấp vô nha các bạn. Thì ở đây nó sử dụng cái con công suất để các bạn coi có thấy không nha. Nó màu quá các bạn ơi. Nè các bạn thấy nè, con nè CD5265CS nha các bạn, CD5265CS nha các bạn. Thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn mình để đấu vô nha. Thì trước tiên á, cái lo này á, nó hoạt động được á, là các bạn phải cấp cho nó cái nguồn 12V nha các bạn. Thì hôm nay là mình chia sẻ các bạn mình đấu cấp nguồn từ một cái cục nguồn cũ nha các bạn, cái nguồn dây chai thôi, mình nhặt về để mình chế độ với test thôi nha các bạn. Đây thì mình cấp vô đây, thì cái nguồn này nó là nè các bạn, cái nguồn này nó tầm khoảng là khoảng 13V nha các bạn. Thì khoảng 12-15V là cái mạch của cái tivi, mạch phát đại âm thanh của tivi này nó sẽ hoạt động tốt nha các bạn. Thì đây nguồn này khoảng 13V nè các bạn. Thì mình tiến hành mình đấu vô nha. Đây. Thì khi mà các bạn mình đấu vô á, trên cái mạch này các bạn có con tụ lớn nhất ở ngoài đầu cụm ngoài nè, các bạn phải để ý nha. Cái đầu mà sát ở ngoài đây nè, cái đầu này nè các bạn, là cực này là cực âm nha. Ở cái đầu mà ngoài đây mà nó bằng phẳng mà nó không có cái vạch trắng này nè, là cực dương nha. Đây là âm nè, cái vạch trắng này là cực âm nè. Các bạn mình hàng vô nha. Đây mình hàng nè. Thì mé bên đây là cực âm nè, mình sẽ hàng với âm nha. Thì trên cái nguồn này nó cũng vậy, cái nguồn mà nó có cái cộng dây trắng này nè, mà đầu này là dương, còn cái đầu mà nó không có bọc gì trơn là âm nha. Bạn mình để ý nha, hàng đúng cực chứ sai cực là nó hư á. Đây mình sẽ tiến hành mình hàng vô nha. Xong rồi các bạn, hàng rồi nha, mình đã hàng rồi nè. Đây cái dây âm nè, mình sẽ hàng qua cái đầu trắng nè, còn dương rồi mình hàng bên đầu mà nó không có cái dàn trắng nè. Rồi xong rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy hai cái lo cũ luôn nha các bạn, cái lo từ cái tivi đó luôn. Mình thấy mình nguyên bộ mình lộn hai cái lo luôn, hai cái lo này rất là ngon nha các bạn. Mình lấy về để mình làm đầu chế độ luôn, mình sẽ gắn vô nha các bạn, mình đấu dắt vô nè. Đây nha, đấu vô đây, mình sẽ đấu cái dắt đây luôn nha. Đây mình đã đấu cái dắt này xong rồi nha các bạn, đó xong rồi đó các bạn. Thì bây giờ còn một cái quan trọng nhất á, là các bạn phải tìm được, mình đã tìm được cái tín hiệu mà để đưa cái âm thanh từ cái điện thoại mà vô trong cái mạch phát đại âm thanh này để nó phát ra cái lo nha các bạn. Thì cái đó là cái quan trọng nhất nha. Thì bây giờ các bạn mình đi nha, các bạn mình một cách duy nhất á, các bạn mình hay nhất mà để hiệu quả nhất á, các bạn mình dùng tay nha. Các bạn mình dùng tay, các bạn mình dịnh đây nè, các bạn dùng tay bằng gà đó, bằng gà tới đâu mà cái lo mình nó phát tín hiệu lên đó, là chỗ đó là cái đó là chỗ cái tín hiệu vô nha các bạn. Đây bạn nhớ là bạn cấp nguồn trước nha. Đây mình sử dụng cái lo đây, đây mình cấp mình nè ha. Đó đây, đó đó là cái lon đây nha các bạn, là cái chân bên đây nha bạn, chân đây đây các bạn, mình để này để án này, đây mình để này các bạn, đây cái chân đây nè, đó để chân đây nha các bạn. Rồi tới mình giờ làm kiếm được cái lon bên đây, lon đây thì mình kiếm đây mình già nha các bạn, đó
Đó. Đó các bạn. Đó các bạn. Bạn thấy không? Mình gài ở đây là nó sẽ tín hiệu nhảy lên nè. Đó, đó. Đó các bạn. Thì hai cái chân này, cái chân bên đây, chân đây là cái chân mà tín hiệu đi cấp vô nha các bạn. Đây, mình sẽ chuẩn bị sử dụng một cái giắc luôn nha các bạn. Cái giắc này là cái giắc ba chân. Mà để mình phân biệt được cái dây nào là dây tính âm thanh, cái dây nào là dây mát nha các bạn. Thì cái dây mát là cái dây mà sát trong nè các bạn. Dây này là cái dây mát nè để cấp nguồn âm vô nè. Còn cái dây này là hai đầu này là dây tín hiệu nha các bạn. Lo trái lo phải. Lo trái lo phải nha các bạn là hai dây tín hiệu nè. Thì bây giờ mình hướng dẫn kia bạn mình để mình tìm luôn nha. Thì các bạn mà sử dụng cái đồng hồ nha. Các bạn dặn về cái thang là X10, cái thang đo X10 nè các bạn. Thì các bạn mình kẹp vào dây vô. Bây giờ mình kẹp một cái đầu này vô là cái dây mát trước nha. Mình kiếm dây mát. Thì bây giờ mình dò tới ha. Mình dò tới dây mát nha. Đây không phải dây mát nha. Cái này không phải luôn. Này các bạn, dây trắng nè, dây trắng là dây mát nè. Rồi tới cái đầu giữa, đầu cuối cùng ngoài. Đây. À, đầu trắng cuối cùng là cái rụng mà dây xanh nha các bạn. Rồi cái đầu giữa. Dây giữa nè các bạn, đầu giữa của cái này ha. Đầu giữa là dây đỏ nha các bạn. Đây. Giờ nó không ăn nha. Nè các bạn, đầu giữa là dây đỏ nè. Thì bây giờ tiến hành mình hàn vô nha. Thì dây sát trong này á là dây mát, mình sẽ hàn vô cái dây mát nha. Hai này dây tín hiệu. Thì trên cái mạch này các bạn đi. Bốn cái hai cái đầu cái đầu mà cái tải nhiệt này các bạn. Mấy cái chân mà tải nhiệt á là cái là dây chân mát nha các bạn. Mình sẽ hàn dây trước nha. Hàn dây trắng đâu. Ta sẽ hàn dây trắng cho nghe các bạn. Đây mình sẽ hàn vô nha. Đây mình sẽ hàn vô rồi nè. Rồi hai cái dây tín hiệu nãy mình tìm được các bạn là hai cái trên cái đầu dây nha, mà hai cái tín hiệu nè, cái hàn vô. Đó, các bạn mình đụng vô là cái tín hiệu nó phát liền ha. Rồi tới chân bên đây. Đó, xong đã nghe các bạn. Mình sẽ hàn rồi nè các bạn. Đây. Thì trên cái dây mà mát á là cái dây mình hàn vô cái tụ này nè các bạn, cái đế tải nhiệt của cái hai con công suất nè, là mình sẽ hàn ở đây nha. Rồi hai cái dây tín hiệu là mình đã tìm tới nè, mình tìm tới hai cái con này nè các bạn. Qua cái con trở mà đi qua cái con này nè. Con này để mình coi tới cái tín hiệu nó ơi. Tín hiệu nó là 2A473 nè các bạn, là cái con này nè. Mình sẽ hàn vô một cái chân trên nè. Rồi xong. Thì cái mạch đó chỉ mình đấu vô sẽ vậy nha các bạn. Thì mình để tích nhạc á thì mình cần một cái điện thoại nha. Mình ở đây điện thoại nè các bạn. Rồi mình sẽ mở lên nha. Rồi mình găm cái tín hiệu vô nha. Đây mình găm vô nha các bạn. Đây mình găm vô nha. Đây mình mở nhạc nha. Thank you.
nha các bạn, mình chỉ cần một cái mạch thôi với một cái dắt tín hiệu để mình kết nối vô điện thoại thôi, với hai cái loa mình lấy sẵn trực tiếp từ trong cái tivi luôn nha các bạn. Thì mình cấp nguồn là nguồn 12V vô thôi, thì vô cái mạch này nó sẽ hoạt động nha các bạn. Thì mình nghe nhạc, mình cảm thấy là cái nhạc này rất là lớn luôn các bạn, nghe rất là hay luôn á. Thì các bạn mình thấy mà video mình chia sẻ hay hữu ích á, các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình xin chào và hẹn gặp lại.